Anh em nào muốn làm giàu lên ngay bibợm.me, hệ thống chặn lẻ Momo uy tín tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello, hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng là ngày cuối tuần luôn. Thì cũng chúc anh em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ ha. Rồi, thì những ngày qua chúng ta đã cùng trải qua những cái ngày tháng ra tướng mới Sasuke Susanoo. Thì ngày hôm nay ngày Chủ nhật rồi, còn có chừng 4-5 ngày nữa thôi. Đó, thì chúng ta sẽ đón chờ một vị ninja mới rồi. Thì hôm nay ở trên group cũng nghe râm ran anh em gọi là bàn tán về cái con tướng mới, ninja mới đợt này là con gì được các thứ. Thì ngày hôm nay thì cũng khá nổi hứng nên là mình sẽ phân tích về cái con tướng mới cũng như là cái hệ của nó luôn anh em. Thử coi là ra con gì. Không biết còn nhớ không anh em ơi, chứ ra nhiều tướng quá bữa giờ không nhớ nổi. Rồi ok anh em, thì để coi ngày hôm nay có cái gì đi đã rồi thì chúng ta sẽ cùng bàn luận tiếp ha anh em. Hôm nay nạp quà liên tục là 4 ngày rồi nè. Đại chiến những giả. Chưa nạp gói này nữa ta. Để nạp cái gói siêu hot đây nè. Hôm nay cũng có gói quyển trục ha anh em. Hôm nay cũng có quyển trục. Cái sự kiện mà chiêu mộ đặc biệt anh em thì mình chiêu 2 vòng thôi. Bởi vì đợt này quà cũng không có ngon cái lắm, mấy quyển trục nó cho ít quá. Lại copy của con sặc thì mình có thể kiếm ở trong chiêu mộ anh em. Kiếm ở trong cái phần mở mảnh tướng, đang có 2000 mảnh anh em. Mở mảnh tướng đồ các thứ thì nói chung là cũng ráng cho em nó lên cái tiên thuật 2. Còn cái này thì thua rồi, mảnh đồ biến đét hệ âm dương này là thua rồi nè, không có đâu nha, không có con sặc đâu. Rồi để mình coi có bao nhiêu copy con sặc. Gỡ tiên thuật 2 là để dành 5 cái là đủ rồi nè, từ đây tới đó là đủ rồi. Bây giờ lên tiên thuật này là tới 10 con phút 10 sao cũng thốn lắm. Rồi ok anh em, để mình nạp cái gói siêu hot cái đã ha. Đây, gói siêu hot, gói đầu luôn. Để lấy thêm một chút vé, đồ các thứ. Với lại lấy thêm quà nạp liên mỗi ngày á anh em. Cho nó đủ điểm VIP luôn. Cho nó đủ điểm VIP ở 5000 điểm VIP anh em. Mình đang nhắm tới cái mốc 5000 điểm VIP. Nạp liên tiếp, ăn rồi nè, 3/4. Đang tới cái mốc, đâu rồi ta? Cái điểm VIP đâu rồi, đây tích lũy kinh nghiệm VIP nè, 5000 được 70 cuộn nè anh em, khá là ngon nên là đang nhắm tới móc này ha. Ngày hôm nay với ngày mai nữa thôi là chắc là đủ rồi đó đây. Rồi ok lắm đó. Cuối event thì mình sẽ đổi cái mấy cái quyển trục anh em. Cuối event đổi mấy quyển trục, ráng cố gắng lết kiếm được 1-2 con. Bây giờ đổi đi dư nè anh em. Ai xà, cái quyển trục này hơi bị thốn nha, quyển trục làng cát nè anh em. Đó, kiếm được 2 con phút 10 sao là ok rồi. Còn mấy cái bảo vật này thì thôi, bỏ qua đây em ơi, nhiều quá mắc quá. Anh em bỏ tiền ra anh em mua cái đống này là cũng quá trà luôn đấy. Rồi, lấy thêm quà nè, mỗi ngày nè anh em. Đó, ok ha. Rồi thì gạt qua những cái event và cũng như là tướng mới đi. Đó, thì chúng ta sẽ dự đoán cái con tướng ninja đợt này là ai. Thì cái con tướng mới hiện giờ, ninja mới hiện giờ mới ra mắt á thì là con sặc Susanoo. Đó thì anh em cũng biết rồi ha. Trước đó là con Killoby. Trước đó là Killoby. Rồi trước đó nữa chúng ta sẽ lục lại thôi nè. Trước đó nữa hình như là con Toby. Rồi trước đó nữa là con Nagato. Đó, rồi trước con Nagato hình như là con Jiraiya tiên nhân đúng không? Đúng không anh em? Jiraiya tiên nhân đúng không? Rồi trước Jiraiya tiên nhân hình như là một con tướng hệ âm dương nữa. Đó là con không phải, trước Jiraiya tiên nhân hình như là hệ thủy, con Chozuro đúng không anh em? Và trước Chozuro đó là con Bantendo. Đúng chưa? Theo cái trí nhớ của mình là như vậy. Rồi thì đợt này thì anh em dự đoán khá là nhiều tướng mới để xuất hiện anh em. Một á là anh em kêu là ra Sakura, gọi là phiên bản phẩm SS nè. Rồi bách hào thuật đồ các thứ. Rồi ra gì, Raikage hệ lôi. Rồi ra là Kage làng đá là Oniko.
Rồi ra thêm con Kage của làng sương mù, meo, đồ các thứ. Đó thì mình cũng đã tổng hợp lại các phân tích của anh em, cũng đưa ra những cái kết luận cũng như dự đoán của mình. Đó. Rồi. Đầu tiên á thì mới ra con hệ âm dương là con sạc Susanoo rồi á, thì khả năng cao là nó sẽ không có ra hệ âm dương nữa, nhưng mà vẫn chưa biết được nha anh em. Vẫn chưa biết được. Nhiều khi là cũng dính thêm con âm dương nữa anh em, hình như là mình nhớ là con Zidia tiên nhân với lại con Bantendo nó ra cùng một lúc nè, đúng không ta? Sau đó rồi mới ra thêm con Chozuro thì phải. Theo mình nhớ hình như là có một đợt nó ra hai con hệ âm dương cùng lúc luôn ấy. Anh em nào lục lại trí nhớ cho mình thử coi có phải không anh em. Bantendo ra xong rồi tới con Zidia tiên nhân. Hay là con Chozuro là sọt ở giữa ta. Sọt ở giữa con Bantendo với lại con Zidia tiên nhân anh em nhờ. Đó. Thì hệ lôi mới ra con Kyuubi thì chắc cũng không có ra nữa nè anh em. Hệ hỏa mới ra Tobi thì chắc cũng không ra nữa. Hệ phong thì con Na tiên nhân này bữa giờ nó xong rồi mới ra Na tiên nhân nữa nè. Trời ơi quên con Na. Quên ra con Na nữa. Chozuro xong rồi mới tới Na đúng không anh em? Zilia xong rồi mới tới Na đúng không? Hoặc là Chozuro xong mới tới Na thì phải. Đó thì ra mấy con liền đó anh em, nên là nó hơi quên một tí. Rồi thì con ở bên này thì Na với lại con Chozuro thì ra cũng khá là lâu rồi. Ra khá là lâu rồi. Nên cái xác suất đợt này nó sẽ không có ra hệ hỏa nha anh em. Không ra hệ lôi luôn, mới ra Kyuubi, không có ra Raikage đâu. Hệ phong thì con Na cũng khá là lâu rồi nè. Chozuro cũng khá là lâu rồi nè, nên khả năng cao là sẽ rơi vào hệ phong và hệ thủy. À, hệ thổ thì có Nagato rồi ha. Hệ âm dương thì có con sạc Susanoo rồi, nhưng mà vẫn có khả năng cao ra thêm hệ âm dương nữa. Đó, thì đợt này thì mình sẽ dự đoán đó là tướng hệ phong hoặc hệ thủy hoặc hệ âm dương. Đó. Rồi, hệ phong thì nhân vật mà ra thì nhiều anh em nói là ra con Danzo. Ra con Danzo phiên bản mà gắn mắt ở trên tay anh em, Sharingan ở trên tay á. Đó, rồi. Hệ thủy thì ra Kage làng sương mù, Mizukage làng sương mù. Ra con mèo á anh em. Rồi, hệ âm dương thì là Itachi chuyển sinh, Itachi Susanoo chuyển sinh đó anh em. Thì sẽ có ba nhân vật đó gọi là nằm trong tầm ngắm. Nhiều khi ra thêm mà là thêm một con hệ thủy nữa. Đó là liên quan đến một con hệ búp. Sakura Bách Hào Thuật thì ở phiên bản thì mình dựa theo cái phiên bản ở nước ngoài á, thì Sakura Bách Hào Thuật hình như là chưa xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện là đệ ngũ có búp Bách Hào Thuật thôi. Đó thì đến hẹn lại lên chúng ta sẽ cùng vào cái video là tổng hợp tất cả các tướng ở bên phiên bản nước ngoài nè anh em. Phiên bản này nó có rất là nhiều tạo hình nhân vật giống y chang như là bản Việt Nam luôn á. Đó, nên là mình sẽ vào trong này mình dự đoán thử coi là ra con gì. Đó, và cũng như là cho anh em xem cái tạo hình nhân vật của các con tướng tiềm năng. Đó, sẽ ra mắt luôn ha anh em. Rồi, con Na này thì chắc khá là lâu rồi nó mới ra mắt anh em. Đây, sạc Susanoo đây anh em. Ở bản Trung Quốc nè. Đó, y chang như là sạc ở bên Việt Nam chúng ta luôn ha, hết vậy. Rồi, để coi. Nhiều khi ra Kabuto hả? Kabuto hệ thổ rồi nhưng mà hệ thổ thì lại không có ra. Cái này Zidia thường rồi nè. Đó, có cả Zidia tiên nhân nữa hả? Rồi, để mình tô đi cho nó nhanh nè. Đây, sẽ ra nếu mà ra thêm hai phiên bản á. Đệ ngũ tới 3 phiên bản lận anh em. Phiên bản đầu á là cởi cái áo khoác ra, đây là Orochimaru ha anh em. Orochimaru thì có hai phiên bản, một phiên bản thường và một phiên bản gọi là lúc đó là thế chiến đại chiến ninja đó anh em. Lúc đó là đang còn ở trong tim làng lá hả, tam niên huyền thoại đấy. Rồi đây phiên bản này là của đệ ngũ nè, lúc này cởi cái áo khoác nè. Phiên bản này là phiên bản đang mặc áo khoác ha. Rồi còn một cái phiên bản đệ ngũ búp cái Bách Hào Thuật nữa là ba phiên bản đó. Nhiều khi ra đệ ngũ, ông nào đoán ra đệ ngũ thì hãy comment bên dưới nha anh em. Đoán ra thử anh em, đoán thử coi con tướng nào ra mắt anh em, hãy comment bên dưới nha anh em. Này đệ tam rồi, đây đệ tam đây anh em. Itachi rồi, để mình ủa sao không soi vô con đệ ngũ Bách Hào Thuật nha. Đây đệ tứ đây anh em, tia chớp vàng đệ tứ đó.
Rồi, để mình soi từ từ anh em. Rồi, trở lại từ đầu nè. Soi từng con cho anh em xem nè. Đó, tua cho nó nhanh anh em. Gara thì chắc là không có ra rồi. Gara thì chắc chắn là hệ thổ rồi. Mà hệ thổ thì mới ra đây đây, Kabuto đây anh em. Phiên bản là tiên nhân rắn. Đây, Orochimaru Akatsuki. À, Orochimaru có 3 phiên bản lận anh em. Có thêm phiên bản Akatsuki nữa. Rồi, đợi tí nha anh em, Jiraiya tiên nhân nè. Rồi, tới đệ ngũ Bách Hào Thuật ha. Đây, đệ ngũ Bách Hào Thuật đây anh em. À, búp Bách Hào Thuật lên người ha, nhiều khi lại ra con tướng này đấy. Ở bản Việt chúng ta và cũng như là trên bay thì cũng chưa có gợi ý gì về con tướng mới cả anh em. Hồi đó thì cũng chắc là ngày mai hoặc ngày mốt là Itachi Akatsuki nè. Đây là Itachi chuyển sinh nè anh em. Thì chắc ngày mai hoặc ngày mốt á thì chúng ta sẽ là biết được là cái gợi ý của con tướng mới. Hồi đợt rồi thì mình dự đoán khá là chính xác, đó là con sặc Susanoo. Thì đợt này thì nhiều khi ra thêm con nữa anh em nhờ. Nếu mà ra âm dương thì ra con Itachi chuyển sinh này. Thì Itachi chuyển sinh này á thì nó sẽ gọi là chơi ảo thuật anh em. Mát cả đẹp luôn á. Ông nào muốn coi có thể vào trong kênh của mình ha. Mình có làm tổng hợp các cái skill tướng á, full HD luôn, full phiên bản luôn nha anh em. Đây là con Kisame phiên bản gọi là cá mập. À, mà hệ thủy nhiều khi cũng ra Kisame nha anh em. Hệ thủy nhiều khi cũng ra Kisame đấy. Hệ mộc thì auto là vô hệ thổ rồi, nên là nếu mà ra đệ nhất thì nó cũng ra là hệ mộc. Ê, nhiều khi ra đệ nhất thiệt đó nha anh em. À không, hệ thổ mà. Hệ mộc thì auto trúng hệ thổ rồi, nên là chắc cũng không ra đệ nhất đâu. Nhiều khi ra đệ nhị anh em nhờ. Đệ nhị là hệ thủy nè. Nhiều khi ra coi đệ nhị nè. Trời ơi, hơi bị điểm nha. Đây, đệ tứ đây. Đệ tứ thì là hệ phong. Bị chết ra đệ tứ là chắc ra hệ phong mà. Nhiều khi ra đệ tứ nữa đó anh em. Đó, này Sasori rồi thì không nói rồi. Sasori thì này có rồi ha. Bà Sasori. Đây, Bantendo anh em cũng ra mắt rồi ha. Chuyển sinh nè. Gì? À, hệ âm dương. Rồi, Hanzo hệ hỏa thì mới ra rồi, bỏ qua đây. Mèo của anh em đây anh em. Mizukage là sương mù của anh em đây. Đó, đây là Raikage nè. Rồi, tới Okia. Đây ông này, ông Kage làng đá nè anh em. Oniko. Đây, đây là Danzo. Phiên bản gọi là nhiều mắt là Sharingan. À, này là cái gọi là cái gen của tế bào của đệ nhất vào. Em thấy mặt đệ nhất không anh em? Đúng không ta? Ừ đúng rồi đấy. À, thì có gắn mấy cái con mắt Sharingan lên trên người. Thì lúc này thì Danzo chuẩn bị đánh nhau với lại con sạc Susanoo nè. Nếu mà Danzo hệ này thì chắc là hệ trung hệ rồi, hệ phong rồi. Danzo thì chắc mình nghĩ là hệ phong. À, anh em, đó là cái mà mình muốn chia sẻ, anh em thấy thú vị không? Đấy. Đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái con ninja mới coi nó như thế nào. Biết là con gì anh em nghĩ coi ra con gì hãy comment bên dưới ha. Này Danzo ở bên bảng Việt Nam ta có rồi ha. Ông này thì lãnh đạo đội quân Samurai rồi. Không biết có khi nào mới ra đây nè. Rồi, tới cả Kyuubi này thì hệ lôi mới ra đây rồi ha. Có Kyuubi đợt này sẽ có thêm phiên bản bọc trách ra bắt vĩ nữa anh em. Rồi Itachi, nếu mà ra Itachi chuyển sinh thì nhiều khi là ra Itachi ảo thuật. Và cũng như là có thêm một phiên bản Itachi Susanoo màu cam nữa nè. Đây là phiên bản là Killer Bee, là nhảy rap anh em. Này là bọc và bác vĩ nha, đẹp quá. Mới ra và Killer Bee rồi chắc không có ra con này đâu. Rồi tiếp theo nữa ra Itachi Susanoo. Đây, idol giới trẻ, oh my god, đẹp thực sự. Lúc này hình như là chưa có chuyển sinh nha anh em. Bực Susanoo này như là chưa có chuyển sinh. À, đây Shisui đây anh em. Shisui thì chúng ta có rồi ha. Rồi, tới mẹ của là Naruto. Tobi này nó ở bản này thì nó không có giống lại bản Việt anh em. Khá là bất ngờ. Rồi, tới Nagato nè anh em. Nagato thì có rồi ha.
Rồi tới là Madara Susanoo. À, Madara Susanoo. Này là lúc trẻ nè nè. Rồi đấy, đó là những con tướng có thể ra mắt anh em, có thể ra mắt thì anh em dự đoán coi con tướng nào sẽ ra mắt anh em. Na tiên nhân thì mình có rồi. Còn Na mà bọc tách ra củ vĩ thì chắc là chưa có đâu anh em nhờ. Này, này là Na điên rồi. Na này là Na bốn đuôi rồi. Na bốn đuôi thì chúng ta có rồi ha. Sạc chơi xét nè. À, rất là nhiều phiên bản là sắp ra mắt luôn nha anh em. Không biết bây giờ ra thêm con tướng nào nữa để bữa nào mình sẽ cập nhật ở bên bản chung và review cho anh em coi coi mới ra con tướng gì. À, mỗi khi ra mắt thì chúng ta sẽ gọi là ôi trời ơi. Thằng này nó là điều khiển con rối Sasori luôn nè anh em. Bá đạo thật. À, thì mình dự đoán đợt này là sẽ ra những cái con tướng đó. Thì anh em là dự đoán coi con ra con tướng gì hãy bên dưới nha anh em. Cùng tìm ra là cái con ninja mới. À, nói chứ bữa giờ thần thụ leo hoài không được anh em ơi. Khó quá à. Để mình mở tiếng anh em cho anh em biết sự đánh nhau ở trong này gắt cỡ nào. Rồi, thần thụ đôi đó anh em. Đang bị dính ải, kẹt ải tùm lum. Đang chơi cái team đốt nè mà còn đánh không lại nữa. Ok. Chắc là phải bơm thêm cho con sạc Susanoo của mình mạnh mạnh một tí mới đánh lại mấy quỷ này anh em ơi. Đầu đề này thì khá là dễ dàng rồi. Khóa chiêu được tới 2, 3, 4 đứa. Uề. Đi cặp với lại con Tobi nữa à anh em. Mấy con này đi ải khá là tốt, Nagato đồ, các thứ đi ải khá là tốt ha. Có hồi sinh đồ. Tobi bây giờ mình ngưng mà mình không có úp anh em. Con nào mạnh được úp, giống như là con sạc Susanoo nè. Trời ơi, Tobi trời cũng đau chứ bộ anh em nhờ. Trời cũng đau chứ bộ giỡn đâu. Hai con Hidan dính trưởng của con Shisui. Đốt thêm nhát nè. Cái team này thì mình chỉ sợ duy nhất là con hai con cho Turo thôi anh em. Đứng đằng sau nó chọi đau quá. Hồi sinh luôn. Chính team này là team đập đốt ha anh em. Team này team đập đốt. Trời ơi, nhìn hai con Hidan nó đập nhau vui ghê nè. Rồi, đấy. Đấy, đấy. Bắt đầu có hiện tượng đau đau rồi. Ê. Sao bút hồi sinh cho con Killaby kìa. Đau lắm anh, đánh đau lắm. Trời ơi, nó dính ảo thuật lâu và cố luôn kìa anh em. Hai con nó đánh nhau nửa cái máu. Rồi, nhiều khi win nha. Đau quá. Hai con Hidan này thì chắc gần chết rồi. Rút độc một phát nữa là chết đó anh em. Đau quá, cố lên. Killaby ơi, cố lên. Đừng có để cho nó nổ. Ây cha, không sao. Ui. Khó lắm anh em. Đánh với mấy này khó ăn lắm. Mình cũng đã đổi team đồ các thứ rồi. Cũng không qua nổi. Đổi team đồ các thứ cũng không qua nổi luôn. Đây, để mình đổi cả linh thú luôn nè anh em. À, sạc Susanoo thì chắc chắn là đi với lại con linh thú con khỉ rồi, em ma rồi. Cho team đập đốt đi trước ha anh em. Nhưng mà cái team đập đốt này thì đi đánh với lại mấy đứa này thì nhiều khi cũng xui, cũng thua nè. Nhiều khi cũng thua đó. Đó, thua nè, thấy không? Team đập đốt này nói chung là cũng bá đạo lắm mà nha. Ê, hình như là mình quên đổi một số cái ở bên con Shisui rồi. Nhưng mà thôi kệ, để nó đi. Đang nâng công cho nó để đánh boss đó nè. Không lại ta. Cho anh em coi trận đấu này tại sao mà mình lại đánh không lại nè. Nếu mà đánh lại thì cái team sau thì dễ win hơn. Đúng rồi, đập nhau đi. Đúng rồi. Để ngủ nữa kìa, để ngủ cũng dính ảo thuật kìa. Đó, thì chúng ta cùng đợi cái bay. À, đợi bay coi họ ra cái gợi ý tướng mới là coi là cái gì. Thì chúng ta mới là đoán được là tỷ lệ cao là con tướng đó ra ha anh em. Đau quá.
Trời ơi, gãy hết hàng sau luôn em. Búp máu rồi, không ổn rồi. Quỷ Hitachi này đánh đầu mà cố luôn em. Rồi xong, búp máu là thua rồi đó. Biết là vừa búp máu mà bên nó là búp máu mà bên mình là thiêu đốt rồi, tụi nó có hẹo không ta? Sharingan. Anh em nghe Hitachi nói Sharingan. Đấy, đọc bắt đầu có tác dụng rồi đó anh em. Nhiều khi trận này lại win đó ha. Mà quỷ Hitachi này đánh đầu quá. Ôi, anh em coi cái tầng của cộng dồn ở trên đầu con Kilobi nè anh em. Một nuôi mấy cái hiệu ứng luôn. Hết thiêu đốt rồi. Hết thiêu đốt rồi. Lại thua nữa anh em. Khó quá. Giờ mày còn hù quý gì trong đây nữa, khổ ghê á. Ê quý nè nè. Ê, coi trận sau nha. Coi trận sau team mình chị là tụi nó nha anh em. Chị hai con cho Kuro đằng sau kìa. Ủa, bay màu hết một đứa rồi. Tính ra cái team này là nó còn mau chết hơn cả cái team độc rốt của mình nữa anh em. Bay hết một đứa rồi. Mới vô nó tán một cái còn còn Toby bay màu luôn. Đó anh em, team thiêu đốt cũng không phải là yếu đâu nha. Căng quá ta. Chọn lại mấy con tướng thôi, chọn lại mấy con linh thú thôi. Đi lại. Làm cho nó hết cái lượt luôn đi anh em. Khó chịu gì đâu á. Trận này thì dễ rồi, trận này team mình luộc được cái đám này ha. Có hai con gây ra hiệu ứng rồi là hiệu ứng gì là cắm lặng Toby với lại con Satsusuno khá là ok. Con Obito này, con Toby này nó đánh nó hào nhoáng cho anh em nhờ. Chơi rồi là ca mui được các thứ đẹp. Đấy, giỡn mặt, rụng nụ liền. Tiếp theo, coi có win nổi với cái đám này hay không. Ừ, lại dính hai con Hidan nữa. Đợt này sẽ búp hồi sinh cho con Jiraiya. Búp hồi sinh cho con Kyuubi, ấy lộn. Hình như là Jiraiya với lại con Shisui. Mà Kyuubi lại không có búp hồi sinh của con Nagato. Nagato đã hẹo rồi. Và búp hồi sinh là xong rồi đó anh em. À, đợt này hè trúng hai con Sozuro kìa. Dính đậm khá là căng. Đau quá. Trời ơi, hai Hidan nó gõ nhau. Sướng ghê anh em ơi. Ôi, Kakuyu bạn nổ một cái đi rồi chết nè. Ok, baby. À thế à. Quỷ Hidan đánh là à thế à anh em. Kêu là à thế à. Shisui thả một đợt nổ một cái nữa đi bạn ơi. Là đẹp. Ừ, block ram. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà Kilobi sắp chết rồi. Ôi, chết thiệt luôn. Kilobi pha đó mà gọi là gồng được vài tên là coi như là win đó anh em. Khó thế nhờ. Mình số 3 bữa giờ không có win nổi luôn ấy. Cố lên. Trận này thì chắc dễ thua rồi. Thua tơi tả rồi. Kilobi không có được búp hồi sinh ta. Kilobi búp hồi sinh nữa thì ối dồi ôi tuyệt vời. À, nó dồn đam kiểu đó luôn mà bố ai mà chơi nổi. Thấy anh em. Xém win không à. Ráng cố gắng thêm một vài tên nữa là win rồi. Để mình chỉnh lại con Kilobi một phát. Hình như là mình cho nó là à máu vẫn nhiều mà. Chơi cho nó chơi máu đúng rồi. Hai cha máu hồi máu. Cái này là máu chặn nè. Khi đánh thường ra chiêu chí mạng hồi máu. Đó. Hồi máu rồi hết rồi mà ta. Đánh vẫn không lại. Cơ bản là tụi nó đam to quá nè.
mở mấy cái tầng này ra khác gì đánh đố nhau. Trời ơi, tôi mà toàn nghe năm không đánh xong lại nữa sao mà anh em mấy anh em leo lên đây nổi trời. Khó nhằn. À thế à, Kirby sắp hẹo nữa rồi kìa. Chết luôn. Là trời. Làm nhát cuối đi nè, khổ ghê luôn á. Ngày nào mình cũng spam 10 nhát 20 nhát mà không có qua nổi. Như cái trận hồi nãy mà con Kirby nó chịu đam được một vài đam ngon ngon là được rồi. Ổn rồi. Búp hồi sinh mới búp trúng con Kirby mới ngon nha. Ừ, Kirby được hồi sinh đi kìa. Nhưng mà pha này không biết sao đây. Ôi á. Ôi ôi. Ôi ôi, nó đánh mấy chục. Nó đánh mấy chục triệu đam. Nó đánh mấy triệu đam không chịu xin nói. Yêu cầu là phải tăng cứng cứng tí à, để mình đổi hết lượt rồi ta. Mua thêm lượt là yêu cầu là phải có một con tăng cơ cứng cứng á nè. Chắc cho một con là khỏi cho tướng hồi sinh đi. Cho một con tăng cơ ở đằng sau nữa. Thử ha nè, thử một trận đi. Rồi cho con Nagato ra đi, cho đệ tam đứng ở đằng sau nè. Dù sao đệ tam của mình là cũng là nhay nhay được một chút thời gian anh em. Rồi trận đầu coi như là win rồi ha, có trận sau coi. Mát cuối coi. Đau quá, nó tán gì đây già. Ôi kiên. Đau quăng nè. Uầy, không trúng con nào luôn thiệt. Để tam cũng nhay nhay được một chút thời gian ha anh em. Hứng nó một chút đam cho team. Ê, được nha. Được nha, pha này được nha. Cho để tam vô được anh em, nhưng mà phải là đóng băng chuẩn chuẩn một tí. Cho để tam đóng băng chuẩn chuẩn một tí anh em. Rồi là qua à. Lại la. Kinari no mai. Để tam đóng băng chúng hai con cho Zoro đằng sau là đẹp. Đánh tứ lung tung hết. Rồi, đóng băng cái anh ơi. Ôi, đóng băng cái gì mà không trúng ai hết trơn à. Chỗ này thua nữa ấy. Để mình cho để tam rồi là cầm cái bảo vật. Ấy, hình như là mình bị đổi cái bảo vật nộ đi rồi sao, không biết gắn lại chưa. Để tam để xài cái đánh vào đội viên này ta. Coi đứa nào có bảo vật nộ nó không, gắn cho để tam đi. Mình nhớ là mình có nhiều bảo vật nộ lắm mà ta đâu hết rồi á. Coi coi. Gắn hết rồi nè, gắn đi đâu hết rồi đấy. Hanzo. Một cái. Này không phải rồi. Shisui. À cho Zoro. Kakuyu nữa thì phải á. Rồi chơi lại ha anh em. Căng quá căng. Làm nhát cuối đi. Đó, thấy để tam gắn bô là nó tác dụng hơn khi mà đi với lại team đập đốt á nè. Team đập đốt có để tam cũng ok đó. Nó vừa là ăn cơ mà nó lại vừa gây rồi là cái sát thương đóng băng CC đồ ổn áp. Trời ơi á. Cố lên đây, quả đóng băng này đẹp là đẹp. Không dính đứa nào luôn ta. Pha này Kirby được nè, Kirby tăng ổn là ok nha. Trời ơi. Ồ, nó dồn đem kiểu đó, làm nhát nữa đi anh em. Phải đóng băng được mục tiêu cơ, nãy giờ xem tàn để tam là tàn hụt skill không ta. Khó hiểu thực sự anh em nhờ. Tàn hụt skill không à. Ồ, nó tán cái chết luôn.
Rồi đệ tam bị hủy diệt luôn rồi. Phải cho đệ tam đóng băng được và là 1 đến 2 con cho judo đằng sau mình mới chịu anh em. Rồi. Rồi, câm lặng ấy không phải câm lặng nha. Cái này là hiệu ứng bị lag đó nha anh em. Này là tụi nó bị lag hiệu ứng trận rồi đó nha. Chứ tụi nó vẫn chơi chiêu được nha. Hồi sinh kìa. Đóng băng cái đệ tam ơi. Đây. Rồi xa, đóng băng đường con Hidan. Lát hiệu ứng câm lặng. Cái này mà hai con này bị dính câm lặng thì tôi tuyệt vời. Thôi thôi thua anh em ơi. Rồi ok anh em thì đó là video ngày hôm nay ha. Anh em đoán chúng đạt cái con tướng ninja gì. Anh em hãy comment bên dưới ha. Đừng quên like, share, nhấn dõi kênh của anh. Có những cái gì mới thì mình sẽ quay tiếp cho anh em coi. Rồi ok, cảm ơn rất nhiều nha.